ngày hôm nay á, tôi ngủ tới chiều mới dậy. Nhưng mà khi mà tới chiều dậy, tôi bắt đầu tôi đi công chuyện. Tôi đi công chuyện thì anh em biết rồi, cái chỗ nhà bè của tôi nếu mà muốn chạy vô ở trong trung tâm quận 1 á thì phải đi cái đường cầu Kinh Tẻ. Mà lúc chiều tôi đi khoảng chừng 4 giờ 15 cỡ cỡ khoảng thời gian đó đó, thì tôi đi ngược từ cái hướng mà quận 7 về cái hướng quận 4 thì đi qua một cái cầu Kinh Tẻ. Tôi đi cái bên phải của cầu á thì tôi thấy cái phía bên trái của cầu đông nghẹt luôn, đông kín nghẹt luôn, tràn người ở trên cầu luôn, là bởi vì có một cái vụ mà tai nạn giao thông đụng xe ngay chỗ mé mé cái cầu, nó làm ách tắc nguyên cả một cái phần bên trái của cái cầu đó luôn. Và lúc đó là lúc 4 giờ 15, 4 giờ 20 gì đó, kiểu kiểu là như vậy ha. Xong rồi tôi đi công chuyện hồi bla bla, đi chơi chỗ này chỗ nọ, tôi đi chơi chỗ kia chút xíu, tôi ghé chỗ nọ chút xíu, tôi đi đồ các thứ. Tôi đi tới khoảng chừng 7 giờ kém 10, nói chung là 7 giờ kém á, tôi bắt đầu tôi về. Thì lúc mà 7 giờ kém là tôi đang đi về ngay cái chỗ khúc mà quận 4 á, cái khúc mà bến Vân Đồn á, kiểu kiểu khúc đó đó. Xong tôi thấy đông người quá, cái chỗ đó nó kẹt quá, cái chỗ đó nó đông quá trời xe luôn, mà nó kẹt kinh khủng luôn anh em, nó kẹt mà nhích không nổi luôn á chứ. Xong rồi tôi nói ai da chết rồi, cái chỗ kia nó bị tai nạn giao thông, tới bây giờ người ta vẫn chưa xử lý xong nữa. Cái tôi rút kinh nghiệm tôi biết rồi mà, nhưng mà lúc đó tôi đâu có biết đi đâu đâu. Tôi ghé ngay cái chỗ quán bún bún chả cá, bún nói chung là bún chả Hà Nội được các thứ đó. Tôi vô tôi làm tô bún chả tôi quất xong tô bún chả là tới khoảng chừng 7 giờ 25. 7 giờ 25 tôi đi ra tôi vẫn thấy đông xe anh em à, nhưng mà nó không có kẹt cứng nữa, nó vẫn nhích 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 được, nhưng mà nó nhích chậm rì à. Mà tôi ra tôi thấy vẫn đông xe kinh khủng khiếp luôn á. Cái tôi ghé cái tiệm bánh tôi lê su, bắt đầu là tôi vô tôi tính là mua bánh thôi, nhưng mà tôi thấy đông xe quá thôi tôi vô tôi ngồi ăn luôn. Tôi ngồi ăn tôi đọc chuyện, đọc sách, tôi lướt Facebook đồ các thứ cho tới khoảng chừng 8 giờ mấy, 8 giờ hơn một chút xíu thì bắt đầu đi ra. Thì tôi thấy ngớ ngớ một chút xíu, nó vẫn đông nha, nó vẫn đông nhưng mà nó ngớ ngớ một xíu rồi. Xong rồi tôi thấy có một cái xe của mấy chú công an á, mấy anh công an đồ các thứ á, cái xe xe để đèn tín hiệu luôn đó. Cái tôi đu theo cái xe đó, tôi đu ở phía sau lưng của xe đó chạy nhanh vãi chưởng nhưng mà không biết sao có kẹt xe có chút xíu rồi. Mà nó làm từ 4 giờ mấy cho tới 7 giờ mấy, trời ơi kinh khủng. Tai nạn giao thông hình như là một cái xe bán tải lủi vô cái xe máy nào đó, tôi nhìn không nhầm thì là vậy. Xong rồi về ăn uống chút xíu xong rồi lên gym luôn anh em. Quá đỉnh. Nói chung ngày hôm nay quá đỉnh, vui chơi quá đỉnh. À ngày mai chắc tôi xin phép anh em tôi học gym ha anh em ha. Mai chắc tôi xin phép anh em tôi học gym, còn hôm nay chắc là tôi chơi lên chơi game với mọi người xong chút xíu xong rồi tôi nghỉ ha. Cái tóc ngộ ha, cái tóc nó vậy đó con ơi, cái tóc bây giờ nó vậy đó nè đó. Ngộ cái gì mà ngộ, nay lại sớm mà. Ừ mai có công việc anh em, mai có công việc chắc xin phép anh em nghỉ nha. Mốt thì không biết nha, nhưng mà mai có công việc. Rồi hôm nay chơi gì bây giờ ta? Bây giờ còn gì để chơi không anh em? Trời ơi vô chơi game hành mấy nhỏ lại tội. Mấy nhỏ bị tôi hành quá. Khóc ra bả luôn á chứ. Dâm kinh hả? Dâm kinh. Dâm kinh tôi refund rồi. Mấy cái game offline đúng không? Mấy game offline quá trời luôn nhưng mà chưa có chơi được hết, chưa có chơi được gì. Mai chú hết FA đấy viewer đừng cho. Cái gì anh em? Ê ví dụ sau này mà kiểu dạng tôi có người yêu á mà tôi không có stream được nhiều á anh em. Hoặc là tôi ấy thì tôi ráng làm những cái nội dung xoay quanh tôi với lại người yêu tôi ha. Kiểu như là hai đứa sinh hoạt cuộc sống thường ngày nè. Rồi các thứ nè, trời quá tuyệt vời, phát cơm chó cho mọi người nè.
lên stream lâu lâu lên stream hóc hung pop 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 nè, má nghĩ tới cảnh đó sướng thật sự. Hành cây tạc visa hả chú Linh? À cái đó tôi không biết nha. Gam đi nhiều rồi mà đúng không? Gam tính ra đợt này đi chung kết thế giới xuất ngoại cũng nhiều nè. Buffalo mới đợt đi Hàn vừa rồi nè, cũng xuất ngoại rồi chắc là cũng dễ nè. Hình như tôi chỉ biết thông tin hồi bữa có đi ăn với Su Hào thì thấy là bên phía của team Secret thì hình như chỉ có Su Hào là xin được visa mà thôi. Còn mấy bạn khác thì không xin được visa. Thì đó là bên phía của team Secret. Còn bên phía của Buffalo với lại bên phía của Gam thì không biết nha. Sau này là khi nào hả? Sau này là sắp rồi anh em, sau này là sắp rồi chứ. Bây giờ quen cái là ấy luôn á chứ. Hôm nay có gì mới không anh em? Nãy tôi thấy bên phía của te có boss cái gì mới đúng không? Thôi tranh thủ vô coi cái mid chết của SE ha. Thấy SE nó mới boss cái mid chết 4 phút nè. Giờ làm nhanh gọn lẹ luôn cả những cái này luôn đó chứ. Ôi hôm nay anh em đi chơi trung thu hết đừng còn có 70 mấy người coi à. À như vậy là mấy thằng mod. Chắc tôi phải tuyển cái đợt mod mới anh em. Mấy thằng Lộc Lê, Lucifer rồi các thứ bây giờ nó bắt đầu nó có tình yêu vô rồi. Nó đi chơi rồi. Ác thật sự. Mà như như cái này mới chiếu anh em ơi. Mới chiếu để hồi đi. Để hồi sau đi. Thôi chắc tôi vô tôi làm quẩy vài ván game đây. Lâu quá không đánh con win trên top anh em. Vô làm ván con win chơi cái đã. 12.17 làm rồi. 12.17 tôi có làm clip rồi. Đợi mai mốt gì up hơn em. Có tuyển người yêu, có tuyển người có tình yêu không chú là sao? À mốt đó hả? Bê cái cách chú đánh con win. À ngừng mít bê con chim của chú chứ gì. Nhỏ này bé này. Con bé này nít giờ ghê quá. Cái thời của tôi đó anh em. Cái thời của tôi á, kiểu như tình yêu nó đúng trong sáng, đúng đẹp luôn đó anh em. Tình yêu của thời của tôi là đúng là chỉ là cầm tay nhau thôi. Một cái cầm tay nhau là nhớ nhung nhau cả đêm. Một cái chạm má, một cái nắm tay, một cái ôm eo, đạp xe chở phía sau lưng, nhớ cả đêm, nhớ cả tuần luôn á chứ. Tình yêu ngày xưa nó trong sáng như vậy luôn á anh em. Thiệt. Để tôi kể cho anh em nghe tình yêu ngày xưa. Tôi vẫn còn nhớ hoài. Tôi vẫn còn nhớ hoài đó là cái thời mà tôi năm tôi học lớp 9 học kỳ 2 năm lớp 9. Trước đó nữa là đầu học kỳ 1 á thì kiểu như là cái tại vì trường của tôi là trường trung học cơ sở Thắng Nhì. Lúc đó là nó ở khu Bến Đình. Nếu như mà anh em nào xuống Vũng Tàu thì anh em chắc là biết cái khu Bến Đình nó nằm gần ngay chợ Bến Đình luôn. Đó. Thì lúc đó tôi năm học năm lớp 9. Lớp 9 thì lúc mà học kỳ 1 á thì tôi học buổi sáng. Buổi sáng xong rồi tôi gửi thường là hay có cái trend là gửi mấy cái mẫu giấy hoặc là ghi ở trên bàn á, mà thường là tụi tôi gửi mấy cái mẫu giấy tôi kẹp ngay cái chỗ ngồi của tôi á. Xong rồi ca chiều là sẽ có mấy em học buổi chiều đó, xong rồi bắt đầu viết giấy giới thiệu, viết giấy giới thiệu rồi các thứ. Nhưng mà tôi không có viết giấy trước nha, tại vì trước là tôi là người hướng nội. Với lại trước ngày xưa tôi kiểu như là vừa học giỏi nữa mà vừa trắng trẻo đẹp trai nữa, kiểu như cute phô mai que, cái trend thời đó là thích con trai như vậy anh em đó, nên tôi kiểu như là cũng 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 chảnh lắm, hơi chảnh, nói thiệt là cũng hơi chảnh chút xíu, kiểu kiểu là như vậy ha. Xong rồi tôi cũng đâu có giết đâu nhưng mà mấy đứa trong lớp nó giết á. Xong rồi kiểu như là cũng có nhận được giấy của mấy em, cũng có nhận được giấy của mấy em. Hình như em đó là em học lớp 7. Em đó mới học lớp 7 rồi, tại vì học chiều là học lớp 7, lớp 8, lớp 9 là buổi sáng. À, bên chỗ của tôi là như vậy. A
A, còn phía bên lớp 8 là dãy B. Đó, cái thấy thấy giấy ghi ngay cái chỗ bàn của tôi đó. Kiểu kiểu ra như vậy ha. Xong rồi giới thiệu tên, nhưng mà tôi có cảm tình liền em. Tôi có cảm tình liền, tại vì chữ đẹp. Chữ đẹp lắm. Chữ đẹp thật sự luôn á. Nhưng mà bây giờ tự nhiên tôi quên mất tên gì rồi. Thú thật là tôi quên mất tên gì luôn rồi anh em, không nhớ được. Đó, thì cái bạn nữ đó xong rồi buổi chiều á, lúc mà tới tuần của lớp tôi đi trực sao đỏ á, buổi chiều thì tôi cũng có ghé ngang qua cái lớp đó. Tôi đi mé mé ngoài hành lang tôi nhìn thử, đi chung với mấy đứa bạn á, tôi nhìn thử thì con bé đó nó biết tôi anh em. Nó biết tôi nhìn nó biết tôi bữa đó là đi ấy luôn, không biết bằng lý do gì nó ghê lắm. Nó biết tôi bữa đó là nó đi ấy luôn anh em. Xong rồi nó nhìn tôi xong rồi nó ái ngại. Nhìn con bé nó cũng xinh nhưng mà nó không phải là gu của tôi nên tôi cũng không có tiến tới một cái mối quan hệ yêu đương với bạn nữ năm lớp 7 đó. Nhưng mà được cái là cũng thú vị, cũng là cái thú vị. Ngoài ra có một cái kỷ niệm nữa là năm lớp 9 luôn nhưng mà học kỳ 2. Lúc đó là cái lúc mà gần cuối năm rồi. Cuối năm là thi xong đồ các thứ rồi. Đó, kiểu kiểu là thi xong đồ các thứ rồi đó. Thì có một cái bạn phía bên khối lớp 8, bạn đó viết thư cho tôi. Bạn đó viết thư gửi qua. Cái câu chuyện này tôi cũng kể rồi ngày xưa đó, là bạn đó nè nhờ một bạn nữ chung lớp gửi lá thư. Viết dài lắm, viết hình như là hơn trang lận. Nội dung thì đại khái là tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà cái nội dung thì nó sẽ là giới thiệu tên tuổi xong rồi chào tôi xong rồi kiểu như là em thường hay thấy anh Linh tập thể dục đồ các thứ xong rồi em thấy thích anh Linh đó đó, kiểu kiểu là như vậy. Đó, cái kiểu là hồi xưa đó kiểu là như vậy. Xong rồi con bé đó nó mới nhờ bạn ở trong lớp của con bé đó chạy qua lớp của tôi, tại vì lúc đó là cuối năm rồi, năm tôi học lớp 9 là chuẩn bị ra trường tới nơi rồi. Xong rồi con bé bạn nó qua đưa, nhưng mà con bé bạn nó xinh, con bé bạn nó đúng xinh luôn á em. Tôi không biết là cái con bé kia nó như thế nào, nhưng mà cái con bé được nhờ để chuyển cái lá thư cho tôi đúng xinh luôn anh. Trời ơi, nó nhờ tới nó đưa lá thư cho tôi. Em gửi anh Linh lá thư này, không phải em nha, không phải em nha anh. Má quê thật sự luôn á chứ. Mới đầu là tôi thấy nó đứng thập thò phía bên kia rồi, xong rồi nó lại nó đưa cho tôi. Tôi thấy má con bé này xinh quá, kiểu kiểu như đang đang vui vui rồi, đang vui vui rồi các thứ rồi đó. Xong rồi nó tới nó đưa cho tôi. Họ này không phải của em nha, không phải của em nha. Má nó chối lẹ thật sự luôn á chứ, quế thật sự luôn á. Mà đúng con bé nó đúng xinh luôn á, bé nó đúng xanh đúng 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 xinh luôn á. Xong rồi nhưng mà tôi cũng không biết đó con bé đó là bé nào nữa anh em, tại vì nói với anh em rồi, năm lớp 9 đó tôi vừa đẹp trai nè, vừa học giỏi nè, vừa trắng trẻo nè, nên tôi cũng không có quan tâm tới mấy mấy em nhỏ. Mà thật ra tại vì lúc đó là tôi đang thích một cái bạn ở gần xóm, cái xóm của tôi là cái xóm cổng chùa, tại vì trước cái đường vô cái hẻm của xóm của tôi á, nó có một cái cổng, nó có một cái cổng của cái chùa, thì gọi xóm của tôi là xóm cổng chùa. Thì tôi thích cái bạn kia rồi nên tôi không có để ý những cái bạn mấy cái em nhỏ nữa. Nói chung tôi cũng kiểu như là người chung tình đó, người có một mối quan hệ thôi, mình hướng tới một cái mối quan hệ thôi á. Tôi vẫn còn nhớ con bé đó mà, bé đó con bé Liên, bé đó là bé Liên, nhà nó nằm ngay ở chỗ mà đối diện chùa luôn, trước cổng chùa Phước Long Tự luôn. Bé Liên da trắng trẻo dữ bựng, ấn tượng. Nhưng mà mắc cười lắm, kiểu như là hồi xưa thích nó,
thích con bé Liên á anh em, nhưng mà ngại không dám nói, ngại lắm không dám nói. Xong rồi nhiều lúc kiểu dạng đi qua xóm con bé đó chơi á, cái chơi là chơi ở trong chùa, mà chơi trong chùa nhà con bé đó đối diện chùa, thì cái chùa có cái sân rất là mát, mọi người thường hay vô đó chơi xong rồi đồ các thứ, với lại mấy sư cô cũng hiền thoải mái lắm anh em, vô chơi sinh hoạt ở trong chùa đồ các thứ cũng được nữa. Nó vô đó có cái nắm tay à, tôi vẫn còn nhớ có một cái đợt buổi trưa khi mà mấy đứa kia nó chơi chán xong nó đang nằm nghỉ á, cái tôi với bé Liên chạy ra cái chỗ mà cái khuôn viên của tượng, có một cái khuôn viên xong rồi có một cái tượng 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 Bồ Tát á, tượng Bồ Tát lớn lắm, xong rồi ngồi đó xong rồi tôi với bé nó nắm tay ngồi nói chuyện tủm tỉm cười thú vị. Nhưng mà hết rồi, cái câu chuyện là nó chỉ nắm tay ngay cái chỗ đó thôi mà không có xác định được mối quan hệ yêu đương luôn đó mọi người. Sau cái bữa nắm tay đó là xong luôn á, sau bữa nắm tay là xong rồi, mấy bữa sau gặp cũng kiểu dạng bình thường, nhát cực kỳ luôn á anh em, nhát vải đái luôn á, thiệt hồi xưa tôi đúng nhát luôn á thiệt thật sự luôn á, cái mỏ tôi đó vậy thôi chứ nhát đúng nhát. Đúng là chỉ được nắm tay thôi, đúng là nắm tay trong cái bữa đó thôi. Xong rồi mấy bữa sau cũng đi chơi với anh em trong xóm, xong rồi đi cúp học trượt ba tin đồ các thứ này nọ, mà cũng cũng vậy thôi à, cũng vậy. Xong rồi dần dần cái tôi thấy hết vị, cái không chơi với xóm đó nữa, chơi với quay trở về chơi với xóm của mình. Giờ còn nhát không ạ? À? Giờ cũng nhát nữa, nhưng mà vui lắm. Hồi xưa kiểu dạng nắm tay được các thứ vui, nắm tay vui. Giờ tình yêu bây giờ nó đâu có đến từ những cái nắm tay đâu, tình yêu bây giờ là tụi nó nắm chân nhau không. Chóng đến rồi chóng đi. Nay VTC now live buổi meeting của Gam luôn đó chú hả? Ây da, ác vậy. Ác vậy. Vui quá. Nhưng mà để gọi là cái kiểu như là tình yêu mà tuổi học trò ngốc xích anh em. Có một cái câu chuyện mà tôi nhớ hoài luôn. Câu chuyện bạn tôi vẫn còn nhớ tên luôn, bạn đó là bạn Lê Nguyễn Khánh Phi, nhà Vũng Tàu, tòa nhà Đông Phương ở Vũng Tàu, tòa nhà bự phải thấy, tòa nhà bự nhất xóm tôi, tòa nhà bự nhất xóm tôi, chắc là bự nhất cái khu phố tôi luôn á. Và bạn đó dễ thương lắm, bạn nó kiểu dạng dễ thương. Tại sao tôi nhớ hoài là bởi vì ngày xưa là tôi thích bạn đó, tôi gọi gì, tôi có tình yêu đơn phương với bạn đó. Với lại ngày xưa kiểu như là lớp tôi đóng kịch á, thì có một cái vở kịch mà tôi đóng vai Sơn Tinh, tại đẹp trai mà anh em, đóng vai Sơn Tinh, bạn đó đóng vai Mỹ Nương. Dạ, nhưng mà giờ không biết bằng cách nào liên hệ lại, tại cũng không nhớ nữa. Lúc em còn học lớp 8 có bốn chị lớp 9 cởi quần chơi lét ngay giữa nhà, ngay nhà để xe bị giám thị bắt, tội gì ghê vậy, gì ác vậy. Không, tôi đóng vai Sơn Tinh thiệt, cái khúc cuối kết kịch tôi vẫn còn nhớ mà, tôi nắm tay Mỹ Nương mà, xong rồi tôi bay về núi Tản Viên. Từ đó Sơn Tinh và Mỹ Nương sống một đời yên lành và hạnh phúc. Tôi nhét cũng không có thể thổ lộ với bạn đó anh em ơi, đúng nhét luôn má, cay thiệt sự. Chứ vậy hồi xưa đừng có nhét là được rồi, thề luôn, là có thêm cái kỷ niệm tuổi học trò rồi.
Anh ơi, anh chỉ cách em được hôn bạn gái với anh. Ôi, ôi, hôn bạn gái hả? Hôn bạn gái thì không biết em ơi. Nói chung là tình cảm mà mình đâu có cưỡng ép được. Mình tạo cơ hội thôi, mình tạo môi trường thôi. Ví dụ như là em nhân dịp mà bố mẹ không có nhà đó thì em dắt về nhà chẳng hạn, xong rồi hai đứa nấu ăn nấu uống hoặc là trò chuyện hoặc là coi phim kiểu kiểu là như vậy ha. Xong rồi mình tạo một cái môi trường mà nó có không khí, nó lãng mạn chút xíu, nó kích thích cái nội tiết tố đến từ cho hai đứa, là lúc đó chuyện gì tới nó tới kiểu kiểu là như vậy. Còn không á thì nhưng mà bây giờ khác rồi anh em, bây giờ khác rồi. Tại vì bây giờ là hầu như nhà nào cũng có gắn cam rồi. Tôi đang định nói với anh em á là hồi xưa tôi có một bạn, nó kể với tôi á là cái thời mà lúc đó là học ở bên trường đại học tài chính marketing nè, ngay cái chỗ này nè, thì cái khu Phú Mỹ Hưng bây giờ lúc đó đang nổi lên là cái cầu Ánh Sao á nhưng mà nó chưa tấp nập, nó chưa có nhộn nhịp như bây giờ đâu, hồi xưa còn hoang vắng lắm. Xong rồi nó dắt bạn nó đi cầu Ánh Sao đồ chơi đồ buổi đêm, xong rồi dạo dạo khuôn viên ở bên phố Phú Mỹ Hưng á đồ các thứ này nọ đó. Xong rồi hai đứa đi, xong rồi nắm tay chiêu 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 đi trên những cái hành lang bậc thềm của những cái tòa nhà đó, xong rồi kéo nhau vô một cái góc cột nào đó đè nhau hung ở trong đó, kiểu như là hung chí ché đồ các thứ trong đó luôn bạn tôi nó nói như thế, tôi không biết nha. Nhưng mà bây giờ kiểu như là chỗ nào nó cũng có camera hết rồi, anh em không có làm điều sằng bậy ở ngoài đường được đâu đó cẩn thận nó làm gì luôn rồi đó anh hả, nó làm gì luôn rồi đó chứ. Ở đây là tôi kể là tôi kiềm chế lắm luôn rồi đó, xíu mà nó đẩy vô cột là nó làm tới luôn rồi đó chứ. Nó đâu chỉ hôn đâu anh em, khi mà hôn thì tay chân của nó cũng phản xạ có điều kiện đó chứ. Trời ơi. Mệt quá. Đâu, với tình trạng thiếu tài năng ở ACK như này thì có khi nào nó nhập ngoại binh EBL về không anh? Với tình trạng thiếu tài năng, đâu có thiếu tài năng ở ACK đâu. Hiện tại ACK vẫn duy trì một cái giải đấu hạng B để bổ sung thêm cái nguồn nhân lực mà. Những cái thành viên như là Berserker nè, bây giờ đi Bắc Mỹ á, hoặc là những cái thanh niên team 2 nè, có rất là nhiều những cái thanh niên mà bây giờ đang xuất ngoại rồi đó anh em. Closer nè, rồi các thứ là cũng là lứa tiếp theo nè. Dokdam nè, cũng là lứa tiếp theo đó chứ. Mai mốt nữa thì nó cũng sẽ có thêm cho mình là những cái tên khác nữa. Sao LL không cho huấn luyện viên đứng sau giống như mấy game FPS vậy anh? Thì nghe cái câu hỏi của em cũng đã khác biệt rồi. Một bên là game FPS, một bên là game MOBA. Hình như bữa tôi mới thấy cái game nào có huấn luyện viên can thiệp ta. Game game nào của Vina Game á, game loạn chiến gì đó. Game loạn chiến gì đó. Trời ơi, nếu mà bây giờ huấn luyện viên vô côn đánh nữa thì trời ơi, lúc đó được có ha, giá trị của tôi sẽ lên cao. Hợp lý chưa ạ? À? Lúc đó giá trị của tôi có thể sẽ lên cao. Nhưng mà như vậy thì nó lại gọi là sao ta? Nó lại hơi phức tạp, nó lại hơi phức tạp. Giải B của chung kết thế giới liệu có phải là một giải pháp cứu rỗi VCB không chú? Giải B của chung kết thế giới liệu có phải là một giải pháp cứu rỗi VCB? Là sao không hiểu lắm. Bữa em có dẫn bạn gái đi chơi, bạn gái em là kiểu người ít nói và chỉ biết hành động thôi.
Thế là vào lúc đó bạn gái em ra hiệu cho em vào khu khách sạn ở gần đó. Anh có biết vì sao bạn gái em làm thế không? Lứng. Trai cũng đứng thì gái cũng lứng thôi, có gì đâu. Ừ, đến tuổi thôi. À mà kể cái câu chuyện này nó lại kể cái câu, nó làm tôi nhớ tới câu câu chuyện của thằng bạn tôi. Thằng bạn tôi nó kể là nó có quen với một con bé kia. Nó quen cũng nói chuyện sơ sơ qua lại đồ các thứ này nọ, lúc mà thời còn đi học á. Xong rồi nó hẹn cái gì, cái tự nhiên là bữa đó 2 giờ rưỡi 3 giờ mấy, xong rồi con bé đó nhắn tin kiểu như là có cái công việc gì đó cần chờ nó, xong rồi hẹn ra quán cà phê. Xong rồi hai đứa, thằng này nó cũng thích con bé đó mà, nó chạy ra hai quán cà phê. Xong rồi hai đứa ngồi nói chuyện bàn công việc tới khoảng chừng 3 giờ mấy á. 3 giờ mấy thì con bé nó kêu thôi bây giờ em chắc em về em buồn ngủ quá, đồ các thứ này nọ. Xong rồi thằng bé kia nó thôi vậy để anh chở em về một các thứ. Xong rồi không biết mà cái câu chuyện nó đẩy đưa như thế nào tới cái nội dung là thôi bây giờ nhà của em không có vô được, kiểu kiểu ví lý do vì nhau tao cũng chẳng nhớ chẳng biết nữa. Xong rồi thằng bé này nó kêu nếu mà nhà của em không vô được thì bây giờ sao ta, hay là bây giờ em muốn trải nghiệm một lần ở kiểu như là một lần đi bắt phố Sài Gòn, xong rồi mình cùng thức với nhau tới 5 giờ sáng, xong rồi lúc đó mình ăn sáng, xong rồi tới sáng rồi khi nào nhà em mở cửa thì lúc đó anh đưa em về. Thằng bạn tôi nó nói vậy đó. Bạn tôi nó nói vậy đó. Em có muốn trải nghiệm cái khoảng thời gian mà chúng ta đi dạo quanh phố phường Sài Gòn khi mà thành phố đang lim dim chìm vào giấc ngủ, chúng ta sẽ cảm nhận được cái không khí yên tĩnh của Sài Gòn, một Sài Gòn hoa lệ và nhộn nhịp. Đây sẽ là cái khoảng thời gian rất là quý giá để chúng ta có thể cảm nhận được cái nhịp thở của Sài Gòn, nó không có còn xô bồ nữa đó. Rồi xong rồi tới sáng anh biết cái chỗ nào ăn sáng ngon lắm đó, kiểu kiểu là như vậy ha. Xong rồi hai đứa đang đi cái con bé đó kêu thôi bây giờ em buồn ngủ quá, em buồn ngủ quá, em muốn đi ngủ anh ơi, mai em còn có công việc đồ các thứ nữa. Xong rồi thằng bạn tôi vậy để anh kiếm cái nhà nghỉ nào để anh đưa em vô. Xong rồi thằng bạn tôi nó chở, nó chạy vòng 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 vòng, tôi nghe thấy nó kêu là nó chạy qua cái chỗ mà 3 tháng 2, 3 tháng 2 tại cái khu đó, khu Sư Vạn Hạnh đồ các thứ, cũng như nhà nghỉ khách sạn đó anh em. Nó chạy vòng vòng hoài nó không thấy chỗ nào nó mở cửa, nó không biết cái chỗ nào luôn á anh em, nó không biết một cái nhà nghỉ nào mở cửa luôn á. Nó chạy chân cậy cỡ ba mấy 40 phút, nó kể vậy. Nó kể vậy xong rồi con bé nó thôi bây giờ em biết cái chỗ này. Xong rồi hai đứa chạy ngược lên chỗ Gò Dốc. Cái lồn quá hài. Mệt quá. Đó, kiểu là như vậy ha. Nói chung cũng hay. Tôi thì tôi cá nhân tôi thì tôi chưa có cơ hội cảm nhận cái hơi thở của sự bình yên của Sài Gòn. Thiệt. Tôi lên Sài Gòn từ năm 2008 cho tới bây giờ là năm 2022, là 14 năm rồi đúng không? Tôi chưa cảm nhận được cái hơi thở của Sài Gòn. Mệt. Hài ác. Cái gì mà thằng bạn đó tên Linh vậy? Anh có bình luận giải Asia Star Challenger Invitational không? À không nha, anh không bình luận giải đó nha.
Chipul của các team chung kết thế giới đi anh, Chipul của các team chung kết thế giới đi anh. Chắc sắp tới tôi sẽ làm cái nội dung đó, anh em chờ chút xíu, tại vì cuối tháng mà. Bây giờ mới ngày 9, tháng 9, cuối tháng chắc cỡ chừng 20 thì lúc đó mới tôi sẽ cố gắng tôi chạy nhiều thêm những cái nội dung về chung kết thế giới ha. Bây giờ đang đang chạy dần. Bây giờ đang chạy dần. Anh ơi sao anh không chơi cạo đầu nữa, hết tóc rồi. Bây giờ tóc tôi coi vậy chứ mà hói tới nơi, chán thật sự luôn đó chứ. Tóc tôi bây giờ không mọc ra nữa chứ có tóc thì tôi chơi rồi. Lưu Linh Tùng là một buổi talk show chứ gì. Talk show thì tôi cũng không chắc nữa. Nói chung talk show bây giờ cũng không chắc nữa. Tại talk show phải có người rủ. Có người rủ thì anh em ok liền. Bây giờ ai sẽ là người rủ đây? Đó kiểu là như vậy. Bảo Ngọc không thích hói. Coi cái clip Facebook của Ga mới đăng đi anh. Clip nhạc đây hả? Clip nhạc bị bản quyền sao? Không được. Clip nhạc lên bị bản quyền đó anh em. Hồi nghe thấy thằng Lyra nó kêu cạo đầu dưới đi anh. Dạo gần đây thì anh em biết mấy cái kênh TikTok mà đúng không? Có những cái kênh TikTok như là La Lên Đi của một cái bạn nữ nào đó. Bạn đó cũng giúp cho anh em có thêm cái thông tin. Thì tôi cũng có lâu lâu thì tôi lướt những cái clip mà nó lên xu hướng á. Thì tôi vô tôi đọc comment đồ các thứ, thấy bây giờ là giới trẻ cũng quan tâm khá là nhiều ha. Nhưng mà thật ra điều này là cái điều cần thiết anh em. Điều này là cái điều cần thiết, nó bổ sung thêm kiến thức dành cho anh em á, về những cái vấn đề, về nó liên quan tới những cái điều mà nó hơi khó nói chút xíu. Thì đây là những cái vấn đề mà anh em cũng nên tìm hiểu để bảo vệ cho bản thân cũng như bảo vệ cho người yêu thương, kiểu là như vậy anh em ha. Nếu mà thiếu kiến thức thì nếu mà anh em thiếu kiến thức với lại anh em mà tâm lý yếu á, thì nhiều khi là anh em bị đẩy về giống ego á chứ. Kiểu như là bây giờ mình không có biết hỏi ai hết, mình không có biết mình chia sẻ với ai hết. Đó, nhiều khi với lại tâm lý của anh em mà yếu yếu nha. Đó, xong rồi anh em lỡ có bị cái gì thì anh em chết luôn á chứ. Thiệt mà. Anh Linh không đi sự kiện của Gam ở Hà Nội hả? Dạ không. Dạ không. Có kênh OnlyFans nào kiến thức bổ ích không? Không nha, tôi không có phải là chuyên gia ở trong cái lĩnh vực OnlyFans, thậm chí là tôi cũng không phải là cái chuyên gia ở trong cái lĩnh vực mà Twitter anh em. Tôi biết là trên Twitter nó sẽ có những cái thông tin hoặc là những cái bài viết nó liên quan tới 18 cộng đồ các thứ, hoặc thậm chí là Telegram luôn. Nói chung là những cái đó thì tôi biết. Nhưng mà mình không có phải là chuyên. Anh em hiểu không? Mình không có tìm hiểu. Nói chung là mấy cái đó là mấy cái mà mình biết đủ để bảo vệ bản thân của mình là được rồi. Anh ơi, một ngày em sụp lọ 5 lần thì có sao không? Hết tinh trùng nha em. Yếu sinh lý nha em. Ảnh hưởng tới sức khỏe nha em. Tác động tới cơ thể nha em. Ví dụ như tóc em sẽ rụng nhiều nè. Ví dụ như là em sẽ tà dâm hơn nè. Em nhiều khi là em có những cái suy nghĩ mà nó lệch lạc. Và với những cái suy nghĩ lệch lạc đó nhiều khi là nó ảnh hưởng tới cái tâm lý của em nữa. Nó biến em trở thành một kẻ biến thái. Kiểu kiểu là như vậy ha. Biến thái thì khi đó mình có những cái hành động, những cái hành vi mà nó không đúng mực với xã hội. Ví dụ như là em ở trong cái chỗ trọ đi. Anh ví dụ thôi nha, em ở trong cái chỗ trọ. Em trở thành một cái kẻ biến thái. Em trộm quần xì lip của người ta. Rồi em bị người ta bắt nhục. Đó, nó trở thành một cái vết nhơ ở trong cái cuộc đời của mình. Đó, ví dụ như là tâm lý của em mà không vững nữa thì nhiều khi là em thấy cái nỗi nhục này bố mẹ em biết, bạn bè em biết, dòng họ cô dì chú bác em biết, em nhục quá. Cái em nghĩ tới những cái viễn cảnh mà nó tiêu cực. Đó, nó không nên. Nó không nên nha. Mình vừa sức thôi anh em. Mà quan trọng hơn nữa là nó ảnh hưởng tới cuộc sống của mình, nó ảnh hưởng tới sức khỏe của mình nữa. Không, mấy cái đó mấy cái bình thường mà kiểu như là sao ta,
Anh em thấy tôi kiểu như cái miệng nó hơi tà dâm chút xíu, nhưng mà kiểu như là tôi nói cho vui vui vậy thôi, chứ ở ngoài thì tôi có những cái chuẩn mực riêng anh em. Tôi đâu phải là kiểu dạng bà đâu ấy đó đâu, tôi có những cái chuẩn mực riêng chứ. Ví dụ nha, đối với tôi nha, tôi có thể là tôi tìm hiểu người này người nọ, tôi nói chuyện người này người nọ, nhưng mà khi mà có một ai đó mà cởi mở với tôi quá nhiều quá, kiểu chủ động chat chít đồ với tôi, hoặc là spam tin nhắn đối với tôi sợ lúc đó, kiểu má sợ không? Thiệt, tôi nói chung là có những cái chuẩn mực riêng của mình anh em. Trời ơi, dù gì tôi cũng đẹp trai mà. Cái gì mà miêu tả linh? Ý anh là tà râm ở bên ngoài bên trong? Không, tôi không có bóng. Khùng quá. Tôi là người thoải mái mà. Tôi nếu như mà tôi BD, tôi nhận mình BD có gì đâu. Nhưng mà tôi không phải là BD, tôi cũng không phải là kiểu như là lưỡng tính hay là cái gì hết đây. Tại vì bây giờ cái tôi thấy cũng có nhiều bạn, nhiều người gọi là lưỡng tính đúng không? Yêu cả trai cả gái đồ các thứ. Mấy cái đó là tôi cũng không biết nữa. Đúng rồi, miệng của tôi dâm nhưng mà tâm của tôi lạnh. Tâm của tôi lạnh. Làm vlog đi, tập gym đi. Nhưng mà bị cái tôi lười tập gym quá. Nhưng mà tôi nghĩ tập gym là nên nha. Mấy anh em nào mà kiểu dạng là đang có cái đam mê mà tập gym hay là workout hay là yoga hay là gì đó thì anh em nên giữ nha. Mấy cái đó nó có lợi cho sức khỏe. Bây giờ sống tới khoảng chừng 30 mấy tuổi rồi đó anh em, thì mình cá nhân tôi thấy là cái cơ thể của mình nó giống y chang là một cái bộ máy thôi. Nó sẽ có niên hạn sử dụng. Nó thật sự là sẽ có niên hạn sử dụng nha anh em ạ. Anh em sống healthy thì cái thời gian sử dụng nó sẽ là nhiều hơn. Anh em sống tập thể dục thể thao thì cơ thể của anh em sẽ khỏe mạnh hơn. Thiệt, mấy cái đó là có thiệt. Nếu như anh em nào mà có cái sở thích mà tập thể dục thể thao á thì anh em nên giữ. Chú Linh đã bị yếu à? Ồ, tôi bây giờ cũng hơi mệt. Bây giờ mà tôi mà chạy bộ khoảng chừng 10 phút thôi là bắt đầu tôi thở rồi đó. Tôi thở không ra hơi luôn á. Thiệt, bây giờ mà tôi vận động, mà vận động những cái bộ môn mà như là đá banh hay là những bộ môn nào mà nó quá sức á, thì tôi cảm giác như là tôi sẽ bị trúng gió. Anh em biết cái cảm giác trúng gió không? Là mình sẽ khó thở nè. Tay chân rã rời nè. Nói chung là cái cảm giác trúng gió, người nó giống như là nó cần một khoảng thời gian để hồi phục lại á. Nó giống như là máu của mình nó không có lưu thông được một cách đàng hoàng hả? Nó không có lưu thông được một cách cấp thiết á. Nó bị tắc nghẽn hả? Kiểu kiểu là như vậy ha. Thiệt, mấy cái đó là nên bổ sung, nên tập nha, nên tập cho sức khỏe của mình tốt nha. Thiếu vận động, thừa mỡ. Có định up iPhone 14 không anh? Nghe thì cũng có thích nhưng mà túi tiền không cho phép. Chạy 10 phút thở nhiều, đúng rồi ông, thở bình thường là vận động viên hả? Không, nó kiểu như là bị trúng gió luôn anh em. Ví dụ tôi đi bơi đi, tôi đi bơi 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 bơi, tôi bơi hồi là cảm giác như tôi sẽ bị trúng gió, tôi sẽ bị khó thở đồ các thứ, xong tôi phải ngồi nghỉ chắc cỡ phần 15-20 phút á, thì lúc đó tôi mới về cái trạng thái bình thường được. Đúng rồi, chống lặn bắt ói đồ các thứ. Anh coi skin Friday Night mới chưa, đẹp điên hả? À cái skin mấy skin mà tối 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 tối, skin mà anh đi đồ các thứ đúng không? Khi nào Garena bỏ Liên Minh vậy anh? Những câu hỏi này tôi không biết, mà tôi biết tôi cũng không biết nói sao nữa. Tối có phải lách không anh? Tối chắc không có phải lách nha, tại hôm nay tôi sẽ off sớm. Dự đoán giai đoạn vòng bảng của Gam đi. Trời ơi, bây giờ biết nó vô bảng nào đâu mà dự đoán giai đoạn vòng bảng, trời ơi.
nhưng mà nhiều khả năng tạch phòng bản. Thôi bây giờ mình cứ nghĩ cái viễn cảnh mà nó tệ nhất đi ha. Tại vì theo như những nghiên cứu khoa học á, khi mà mình chuẩn bị sẵn cái tâm lý một cái viễn cảnh tệ nhất sẽ xảy ra đối với mình, thì khi mà cái viễn cảnh đó nó tới, nếu như mà nó không phải rơi vào cái trạng thái tệ nhất, thì lúc đó tâm lý của mình cũng đỡ đỡ phải đau buồn, hay là đỡ phải kiểu như là buồn rầu hay là cái gì đó anh em. Đó thì mình đặt giả dụ là trong cái trường hợp tệ nhất của mình là cái gì, là Gamela Buffalo không, tệ nhất là tạch thua hết đó, tệ nhất là tạch thua hết đó, kiểu là như vậy ha. Rồi khi mà mình thắng được một ván hai ván thì lúc đó nó không có còn là tệ nhất nữa, và khi mà mình thắng ba ván, mình thắng được bốn ván, mình có cơ hội mình qua được giai đoạn vòng bảng thì nó lại là ngon. Không, mà cái suy nghĩ mà kiểu như là mình đặt giả sử cái trường hợp mà mình tệ nhất, nó là một cái suy nghĩ mà nó rất là tích cực ở trong cuộc sống anh em. Tại vì lúc nào mình cũng sẽ chuẩn bị một sẵn một cái tâm lý để có thể dự phòng hết á. Nói chung là tới khi mà cái trường hợp đó xảy ra thì mình cũng không bị bất ngờ nhiều cho lắm. Dù gì Gam cũng chỉ là áo quần. Thằng Đạt Bê-xô nó ở vũ trụ nào trời. Anh thấy bản tử thần của chung kết thế giới có phải là bản G2 T1 RNG không? Ồ, vô cái bản đó cũng hơi căng, vô bản đó là bản tử thần ấy. Mà thật ra thì cái kỳ chung kết thế giới này chắc phải cỡ có hai bản tử thần là ít nhất, hai bản tử thần là ít nhất. VTV tầm 50 triệu một người thì phải. Ăn cướp à? Ăn cướp ngân hàng hay là cái gì? À, mới có vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai đồ các thứ anh em. Giờ xã hội của mình ghê quá. Cách đây khoảng chừng 5 năm đi ha, khi mà mình nói tới cái việc mà cướp ngân hàng á, là một cái điều mà không thể ở Việt Nam, chưa thể, không thể ở Việt Nam. Còn bây giờ cướp ngân hàng má nó cướp. Này là vụ thứ mấy rồi ha, này là vụ thứ mấy mà mấy quỷ cướp mà nó bấn tới cái mức mà nó xách vũ khí vô ngân hàng nó lụm tiền rồi chứ. Sao mấy nay không thấy chị Mai like vậy anh? Cái câu hỏi của Nguyễn Đức Nghĩa, anh sẽ cho em hai cái địa chỉ em hỏi. Một á, là em có thể liên hệ với fanpage của chị Mai em hỏi trực tiếp. Hai á, là em có thể liên hệ với kênh livestream của anh Văn Tùng để em có thể hỏi. Đó là hai kênh mà nó sẽ cho em cái câu trả lời mà uy tín nhất, tin của nó sẽ đến chuẩn nhất so với tin của anh. Mấy tiếng sau là bị bớ đi rồi hả? Mấy tiếng sau là bị bớ đi rồi hả? Ác thật sự ha. Nên công an Việt Nam ngon chứ bộ. Tính ra anh em nói sao chứ tôi, cá nhân tôi thấy công an Việt Nam hơi bị đỉnh luôn á anh em. Má đỉnh vãi chưởng. Vụ nào mà không phá được đâu. Vụ nào mà không phá được. Ác thật sự. Mà thậm chí luôn nha, anh em hay nói công an phường này nọ, chứ cá nhân tôi thấy công an phường rất là ok luôn. Mỗi lần mà tôi lên phường làm việc, hoặc là tôi gặp những cái anh công an phường ở kể cả ngay chỗ này luôn, hoặc là ở dưới quê tôi luôn, cảm giác như là mấy anh công an phường rất là bình thường, thậm chí là có nhiều anh rất là dễ thương luôn. Tôi chưa bao giờ mà phải phiền lòng khi mà làm việc với công an phường đồ các thứ luôn anh em. Chỉ có công an giao thông thôi, chỉ có công an giao thông là chưa có được cái sự tín nhiệm đến từ cái niềm tin của mọi người thôi, chứ mà công an phường đồ các thứ rất ok luôn. Nhiều mà, công an phường mình đỉnh mà, công an đồ các thứ đỉnh mà.
Tôi lên phường hả? Tôi lên phường làm nhiều công việc mà anh em. Ví dụ làm căn cước công dân nè, giấy tờ nhà cửa nhà đất nè, chứng nhận hồ sơ đồ các thứ mà. Hoặc là nhiều nhiều các thứ thì công an phường, lên công an phường đồ các thứ không có chứ. Dự đoán Genji top esports Gam với lại Mac lên. Mà ác thật sự. Bản hấp dẫn nhất cho người xem ở Việt Nam, Team One, Jin Dong, EDG và Gam. Ê, không nha, cái bản hấp dẫn nhất cho người xem ở Việt Nam là Team One, Jin Dong, EDG với lại SE. Anh hãy dùng cái thế giới năm nay nếu Gam hoặc là Buffalo vô bảng Genji top hoặc hoặc Jisoo, Angie, Team One chơi sao anh, thì gặp nó thì có cơ hội gặp nó thì cứ chơi thôi anh em, thì mấy đội tuyển đó đều là mấy đội tuyển mạnh mà, chơi thôi anh em, nhiều khi không sáo cũng được, quan trọng là mình có cơ hội mình chơi với tụi nó là được rồi. Toàn là những cái tên mà anh em kể là top tier của thế giới không á, tinh anh của nền liên minh huyền thoại thế giới. Đó cơ hội chứ, đâu có mấy khi mà được đánh với tụi nó đâu, đấu chuyên nghiệp với tụi nó đâu, chơi thôi. Bệnh gì cử mà, bệnh gì cử anh em lo gì. Dạo này xuyên like hả? Ờ, dạo này like đều mà, like đồ các thứ đều mà. Ly Ninh có tiếc không anh? Ly Ninh không tiếc nha. Chừng nào bóc thăm hình như nghe nói là 11 tháng 9 thì phải, sau cái trận chung kết của LCS Bắc Mỹ. SGB khi nào đánh? SGB đánh play in sẽ đánh khá là sớm. Hình như là chung kết thế giới sẽ bắt đầu vào 20 mấy tháng 9, cuối tháng 9. Mấy anh có coi live bốc thăm không? Live bốc thăm không biết có được coi không ta? Nếu mà live bốc thăm được coi thì ok anh em mình coi cùng với nhau luôn. Hoặc là không thì bữa đó tôi tổ chức một cái bữa livestream xong rồi rủ anh em VTV vào Discord. Hoặc là rủ khách mời vào Discord. Đó, kiểu kiểu là như vậy. VTV có ai đi Mỹ không? À, các anh không biết nha. Anh không biết là đợt này thì đoàn Garena có hỗ trợ ai đi theo dẫn đoàn hay không nha. Cái đó là cái câu chuyện anh cũng không biết nữa. Vào xem Gam LOL eSports đi, để tôi coi có cái clip gì bên đó không? Có clip gì ở bên Gam không bên em? Gam trực tiếp giao lưu với fan hâm mộ 2 tiếng, cái này là giao lưu với fan hâm mộ mà ở MOA hàng buồm. Thích quá ha. Tôi đang coi sơ sơ thì thấy ký ký tên, ký tên đồ này các thứ. Chứ cũng không có nhiều là nội dung gì anh em. Này chỉ là buổi họp fan thôi. Họp mặt fan thôi. Mấy cái đó anh em có thể coi coi cùng với nhau. Có bài hát mới của Gam cháy vờ cờ hả? Trời ơi, cháy thì anh em Gam con mới thấy cháy chứ tôi có phải thấy cháy đâu. Tôi có phải là fan của Gam đâu. Công nhận NRG xịn sò quá anh ơi. Ừ anh công nhận là sau cái những cái nội dung mà Gam post á, thì anh thấy là Gam đầu tư rất là nhiều mảng dành cho cái kế hoạch chinh phục cái chức vô địch của mình.
Có tiền vô, có tâm nữa, vừa có tiền mà vừa có tâm nữa, vừa có nhiệt huyết nữa, làm quá tốt, kiểu như là ha, mình thấy họ chuyên nghiệp đồ các thứ ha, rồi xong rồi chắc là nếu như mà mấy team nào mà có tiềm lực thì có thể là xây dựng một cái mô hình rồi chăm sóc tuyển thủ như là bên phía của Gam cũng được, hoặc là không biết nữa, nói chung không biết, tùy tùy mỗi team. Tôi cũng không phải là người mà làm những cái công việc đó nên tôi cũng không biết phải nói sao anh em ơi. Tưởng hôm qua theo Gam Girl hả? Trời ơi, hôm qua đó là cái câu chuyện của hôm qua, hôm nay là cái câu chuyện của hôm nay. Hôm qua là tôi sống dối trá với bản thân của mình thôi, để phục vụ niềm đam mê của anh em Gam con thôi. Chúng họ xây dựng một cái nền tảng chuyên nghiệp anh em, một cái nền tảng chuyên nghiệp mình nhìn vô mình thấy cũng rất ok. Bản nhẹ nhất cho Gam là Jin Dong, DK. À anh, Jin Dong với lại DK hả? Jin Dong DK cũng căng, cũng khó chơi á. Gam cùng pool đúng không? Anh em đang nói gam cùng pool đúng không? Tại vì pool 1, pool 2, pool 3 sẽ bốc thăm phân tán ở theo thứ tự. À, pool 3 đúng không? Chứ mà Genji top, Jhichu, Team One chơi sao anh? Chơi thì chơi chứ sao mà sợ gì trời. Nói như anh em chứ ngày xưa ông cha mình đánh với mấy cái đế quốc như là Pháp, thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, chẳng lẽ lúc nào cũng sợ anh em. Tinh thần con dân Việt Nam đâu. Sợ gì trời, cứ sợ. Mình có gì để mất đâu, nó mới có. Những cái team mà gặp Gam mới chính là những cái team mà có nhiều thứ để mất. Gam với lại Buffalo ra thế giới có gì đâu để mất. Thậm chí đâu cái cơ hội để mà mình giỏi hơn đó chứ. Sợ nói gì? Trời ơi, anh em sợ gì trời? Nhưng mà cái câu chuyện mà kiểu như là không sợ với cái câu chuyện mà kiểu như là đánh đánh cứ cứ mà đánh thôi á nha, cứ mà đánh thôi thì nó sẽ là cái hai cái câu chuyện khác nhau á. Tại vì anh em biết rồi, cái tư duy chơi game đó phải đánh theo cái tư duy chơi game, chứ không phải là kiểu dạng bước ra gặp tụi nó mạnh rồi mình đánh khùng đánh điên đồ các thứ, không phải. Tại vì mình cũng biết chơi game mà. Bây giờ thế giới phẳng rồi, kiến thức thì Linh cũng đã phổ cập cho mọi người rồi, anh em viewer đồ các thứ cũng biết rồi. Mọi người hai team thì lại càng quá rành về những cái kiến thức căn bản rồi, quan trọng cái cách vận hành của họ, khả năng thích nghi với meta rồi các thứ sẽ như thế nào thôi. Và cái bài mà họ chuẩn bị khi mà gặp từng đối thủ sẽ là như thế nào thôi. Game thì nó chỉ có như vậy thôi anh em. Game thì nó chỉ có như vậy, quan trọng là sự phối hợp của team, quan trọng là cái sự nghiên cứu trước meta. Quan trọng hơn nữa là cái sự gắn kết của team. Thì game nó chỉ có như vậy thôi. Anh em hình dung ra được mà. Anh em hình dung ra được mà. Nhưng mà đúng là cuộc đời game thủ thì nên nên có cơ hội, nên 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 sẽ đặt cái mục tiêu là góp mặt tại chung kết thế giới anh em. Tại vì đánh ở thế giới nó khác biệt lắm. Đánh ở thế giới nó khác biệt hoàn toàn so với đánh ở trong nước.
Em chỉ muốn Gam thể hiện hết khả năng của mình là ngon rồi, chứ đem Super Team như năm 2019 mà thất vọng. Vờ cờ. Cái năm đó Gam cũng hơi toang. Năm nay Gam vô playoff, tôi chặt chém. Em vừa đi off fan Gam xong, cháy hết mình luôn anh ơi. Yeah! Gam con má! Chúng ta là những người ủng hộ cho Gam, đồng hành cùng với Gam ở cái kỳ chung kết thế giới năm nay mắt nha. Đừng quên like và subscribe kênh của Linh Cao Thủ để có thể đồng hành cùng với Gam ở trong cái kỳ chung kết thế giới năm nay mắt nha. Bây giờ nên làm fan của Cerberus hay là Buffalo? Em mới xem VCS. À, em mới xem VCS đúng không? Hy Đạo Anti-Gam Trích và đã góp E. Cảm 10.000 ơn đồng Hy cho Đạo Trích Linh nha. cống hiến cho Tổ quốc. Good morning Idol. Good morning Idol, Hy Đạo Trích à. Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều. Chúc em buổi sáng vui vẻ. Bây giờ 9 giờ rồi. À, như vậy là Hy là ở ngoài nước ngoài đúng không? À, viewer nước ngoài à. Viewer nước ngoài thì được. Viewer nước ngoài thì được, đúng buổi sáng. Không, bây giờ nếu như nha, nếu như mà anh em mà mới coi Liên Minh Huyền Thoại, anh em sẽ lấy một cái đội tuyển mạnh để anh em làm fan đúng không, để anh em làm vua của mọi loại fan thì Gam, SE, Buffalo, Cerberus, Team Citrus là những cái ứng cử viên dành cho anh em đúng không. Team Whale nữa, Team Whale nữa. Bây giờ tôi đề xuất cho anh em như thế này. Nếu như mà anh em nào fan của ba gà thì anh em cứ theo ủng hộ cho bên phía của SE. Còn nếu như mà anh em mà fan của ba gà mà anh em muốn ủng hộ cho một cái team khác thì anh em có thể cân nhắc lựa chọn Buffalo. Thì Buffalo thì gọi là sao ta? Buffalo thì ít có chương trình cho anh em quá à. Đánh thì cũng được, player đồ các thứ cũng được, nhưng mà ít có chương trình cho anh em fan fan vui đóng. Ví dụ như đêm trung thu là Buffalo tổ chức một cái buổi tiệc đêm trung thu cùng với anh em là kiểu kiểu là như vậy, ít ít quá ha. Bỏ qua Buffalo đi. Cerberus, Cerberus cũng có đầu tư, nhưng mà coi Cerberus đánh kiểu như là coi Cerberus đánh nó sao á. Coi Cerberus đánh nó lên, lúc thì nó lên lúc thì nó xuống. Mà Cerberus dạo gần đây cũng làm content được. Đội media của Cerberus cũng có mấy bạn media xinh lắm. Cũng được. Thôi anh em tùy cân nhắc. Anh em tùy cân nhắc. Gam thì khỏi phải nói rồi, Gam khỏi phải bàn rồi, quá chuyên nghiệp rồi. Còn cái team nào nữa? Nếu như mà tôi nha, tôi mà tôi định hướng dư luận á, thôi thì năm sau thôi. Anh em làm fan của Whale đi. Anh em làm fan của Whale đi. Đó. Anh em hình dung ra được không? Đó. Làm fan của Whale đi anh em. Whale nó vừa có tiềm Vẫn lực. Linh đẹp trai này. Đợi tốt sâu à? Lối mạnh, ờ, Ê. tìm em mạnh muôn mấy, mạnh, mạnh, Dạ mạnh, dạ mạnh dạ nào. dạ 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 Ôi, Hôm nay thế chơi thì cứ nói hả? chuyện đấy. Hôm nay chơi Mấy có giờ chút nghỉ lại? xíu thôi nha, chơi có chút xíu xong nghỉ đó nha. Mấy giờ nghỉ, mấy giờ nghỉ? Chắc cỡ chừng 11 giờ mấy nghỉ. Hôm nay À thế hôm nay chiêm thôi. sớm này á. Chém gió đi, cứ chém gió đi. Ừ không, Ok. em mới chat trong group ấy. Giờ anh em cũng chỉ chơi đến 1 giờ là mắc rồi, nói chung thế. Nhưng mà thôi chém gió tiếp đây, đang đang hay nha. Mặc dù đéo nghe đâu nhưng mà thấy chém gió nên thôi chuyển tiếp đi. Ok, mùi. Đang nói đi. Ở Việt Nam hả? Thôi nói chung là anh em fan ai cũng được anh em. Anh em fan ai cũng được. Fan trong cái team nào đó cũng được. Anh em đóng góp view rồi lại. Nhưng mà gọi là sao ta? Tôi không biết tôi phải nói sao cho anh em hiểu nữa. Mình fan phong trào anh em à. Đẹp nhất. Vô lo. Ví dụ như là mình fan của đội này một tuần,
Tuần 1 mình thấy team này đánh thắng hai trận cái mình fan của nó. Tuần 2 cái mình chuyển ra fan của team khác. Nhưng mà để có thể làm được từ đó thì anh em cần phải sưu tập một cái bộ hình, một cái bộ avatar ủng hộ đồng hành cùng với team của mình. Đẹp nhất là như vậy. Đẹp nhất là như vậy. Fan của đội thắng. Fan bạc tham. Ngon. Không bao giờ anh em buồn luôn. Tôi hứa với anh em là anh em theo cái định hướng đó là không bao giờ mà anh em buồn luôn. Mà lúc nào anh em mà kiểu như có stress ở trong cuộc sống, anh em áp lực ở trong cuộc sống, anh em là mất tiền, anh em rớt môn, anh em bị cha mẹ mắng chửi, anh em bị người yêu đá cắm sừng, anh em xả những cái nỗi ưu phiền đó vào fan của đối thủ, những cái đội mà đã thua so với anh em. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Hồi chiều nay tôi đi học ở lộn hồi hồi tối nay chứ hồi tối nay tôi đi về, tôi kể với anh em là tôi bị kẹt xe á, thì trên cái đường mà tôi về á thì tôi thấy có một cái bạn nữ kia, bạn đi chiếc xe máy phía trước, bạn đó bận cái áo là trường Đại học Sài Gòn câu lạc bộ phát viên. Cái tôi mới nghĩ là câu lạc bộ thì thường là các bạn sinh viên sẽ sinh hoạt ở trong cái câu lạc bộ nào đúng không? Câu lạc bộ cộng tác viên là câu lạc bộ đéo gì ta, nó sẽ nghiên cứu về cái gì? Và nó sẽ làm cái gì? Thường là những cái câu lạc bộ mà ở trong trường sẽ là những cái câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, câu lạc bộ sinh viên đờn ca tài tử, câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ hip hop, câu lạc bộ này nọ. Nhưng mà cái câu lạc bộ trên áo của bạn đó ghi là câu lạc bộ cộng tác viên câu lạc bộ tình nguyện hả? Đi làm từ thiện á anh hả? Thì bây giờ tôi cũng hiểu. Bây giờ tôi đã hiểu. Tôi tưởng là cái câu lạc bộ đó sẽ chuyên book shop, ví dụ như là những cái show, những cái show như là những cái show quay quay game show rồi các thứ, sẽ có mấy cái bạn mà vỗ tay hoặc là những cái bạn mà đến xem. Với tôi tưởng cái câu lạc bộ đó, tôi tưởng cái câu lạc bộ cộng tác viên nó sẽ bút sóc mấy bạn. Câu lạc bộ tình nguyện hả? Hay ha, nhiều cái câu lạc bộ cho sinh viên ha. Làm hết anh ơi, hỗ trợ hết hay á. Chữ trên áo, áo sau lưng. Anh nghĩ sao về việc Riot Games tạo ra một server riêng có tên là Champion Queue chỉ dành cho những tuyển thủ tập luyện cùng với player được kiểm duyệt bởi Riot, vì người chơi server Bắc Mỹ sẽ bị out trình nhiều. Cái máy chủ của cái server đó sẽ đặt ở đâu em? Đặt ở Nam Cực cho nó chắc rồi, để nó phân tán, để nó phân tán ra toàn nơi rồi. Đấy, cái vấn đề bây giờ vẫn là cái vấn đề internet anh em. Để mai mốt sau này đi, sau này thì thế giới phát triển ra những cái công nghệ mới, nó không có còn, tại vì bây giờ là thường là những cái kết nối kết nối internet ở những cái châu lục á, thì chủ yếu là nó đến từ cái hệ thống dây cáp được đặt ngầm ở dưới đại dương ha, nên anh em sẽ thấy là bởi vì nó hệ thống dây cáp vật lý như thế nên nó tín hiệu truyền tải của nó thì nó cũng sẽ bị giới hạn anh em. Và sau này thì sẽ khác, sau này thì công nghệ tương lai phát triển sẽ khác, biết đâu đấy là bây giờ truyền sang cái tín hiệu vệ tinh thì sao, tốc độ của nó nhanh hơn thì sao, nó kiểu kiểu là như vậy anh em ha.
Hello Mạnh Hồ. Nói chung bây giờ công nghệ nó phát triển thật sự anh em ạ. Công nghệ bây giờ phát triển thật sự.